Rất là cảm ơn sư nha, đã chia sẻ. Cô đó có nghe cô đó, cô ở đâu cô nói cô là con của Phật thôi, nhưng mà ở cái điểm nào mới gọi được con của Phật? Con của Phật đúng không? Dạ. Con của Phật là danh từ chung, chúng ta đều là con, đều là con của Phật nữa đó. Cha mẹ hiện tại chính là Phật và Bồ Tát. Phật sống đấy, Phật sống tại thế gian mà mình không gặp được Đức Phật hiện tiền thì cha sống mẹ chính là Phật. Còn nó con của Phật, nó thật sự thời xưa đó, nếu theo đúng luật, đi giới không được sinh ra. Mà đi giới giờ ai? Nhờ ngày hôm nay sinh ba lần Đức Phật mới cho sinh ra. Và ni giới không được phép làm những điều mà vượt quá giới hạn. Tại vì trước khi mà xuất gia thì là ni giới đã được bắt kỉnh pháp rồi, cho nên là ni giới làm cái gì cũng phải bạch với đại tăng, chứ không phải mà thích làm là làm. Cho nên là đâm ra là ai cũng đều là con của Phật, nhưng chỉ có khác nhau là một người là gọi là sứ giả của Như Lai, một người thay thế Phật để truyền cũng Phật, chứ không phải là thay thế Phật mà đi làm những chuyện mà nó không đúng. Vậy thì thầy giải thích dùm cho con biết luôn là vị sư cô đó luôn nhắc là nhân duyên bát nhã mới gặp được cô. Bây giờ cô chỗ nào cô cũng có mặt hết, chứ không phải là nhân duyên bất nhã đâu. Sao là sư biết là cô đó chỗ nào quý vị mặt? Quý vị có thấy cái video của con bé Van chưa? À, thấy dạ, rồi. Ừ. Thì đó, nó nằm ở đó đó. Nó nằm từ đó mà đó. Bây giờ quý vị cứ mở lên đi là sẽ thấy là chỗ nào cô cũng có mặt. Nghe sư đó đã tới cái cô Van rồi. Đó, chỗ nào cũng có mặt. Dạ. Van cũng đã gặp được thầy rồi. Yeah. Bên gặp thầy là sư cô nói là ngày hôm nay cho tụi con thấy mặt cô luôn, tức là cái đó là những cái điều mà tụi con thấy là cứ nghi vấn đâu có gì đâu. Yeah. Tại vì cổ cứ thích nói những gọi là những cái gì mà nó ẩn ẩn bí bí để cho mọi người nổi tiếng ha, cho nổi tiếng thôi. Dạ, chứ có gì đâu, đúng không? Giống y bây giờ thầy nói giống y thầy Thích Tâm Phúc đi, ổng ăn gì mình không cần biết, nhưng mà ổng cứ đề lên là thịt voi, thịt chó, thịt ngựa, thịt trâu, thịt bò, thịt dê, thịt nhận hết, thì đâm ra nó thành cái sốc của cộng đồng, cho nên là mọi người cứ quay lên trên đó đấy. Nhưng thật ra thì nó cũng chẳng có cái gì mà thầy kia, xin phép thầy là thầy cái cố kia là thánh pháp thánh thân thể phi phàm là mà là một thầy thầy gọi là cái gì thầy không hiểu thầy nghĩ chưa hiểu hỏi gì đang nghe vậy thầy hỏi là cái thầy cái ba cố ba sứ kia là thánh pháp phi phàm vậy thì là có phải là một pháp sứ ạ? Ni sư không được làm pháp sư. Vâng. Sư cô không được làm pháp sư. Yeah. Đúng chính xác. Theo nguyên tắc giới luật nha, ni không được phép đứng trước tăng. Yeah. Ni không được đứng trước tăng, ni cũng không được làm quá hơn tăng. Yeah. Tại vì sao? Bên như cái giải thích của thầy hồi nãy là chỉ có cái cây gậy mà cây tích trượng của một cái vị mà người ta dẫn linh thì người ta mới được gõ xuống mộ người mất không. Chứ còn sư cô bình thường, sư cô lại sư cô lấy cái cây chống gậy chống gậy của mấy cô dọn xuống thì có được cái gì đâu, không có được cái gì hết, nó không có cái gì hết, cũng không có yến, không có gì hết. Mình nhìn vô cái mộ mình biết rồi, không có yến, không có gì hết. Yến là bị giật ngược lại, cái người yến sẽ bị ngược lại, tại vì yến đó, yến mình có nhiều cách để yến. Giả sử như cái cốt yếm mà cái người đó người ta muốn yếm thì quý vị không thấy được đâu. Người ta cầm nguyên một nắm đậu, người ta búng vô cá chính giữa ngay chỗ đó thì người đó khỏi siêu luôn. Tại vì yếm cái lỗ gì đó, cái lỗ âm dương đó, yếm lại là lấy gì nữa không mà đi. Nhưng mà thật ra mình phải hiểu là khi người mất mà người ta thoát khỏi cái thân này rồi thì không có còn gì quan trọng hết á. Yếm chỉ yếm cái xác thôi, chứ đâu phải yếm cái linh hồn đâu. Cái linh hồn của người ta là tự tại và thông dong, chứ không phải là đi yếm cái linh hồn đó. Còn mà muốn yếm là chỉ yếm cái xác thôi, nhưng mà cái này không có yếm, này không có gì hết. Tại sư cô
thích quý vị quay để cho nổi tiếng, cho nên là sư cô lại làm như thế. Chứ không có cái gì hết trơn trời. Không có cái gì lạ thầy, tại vì thầy nhìn thấy là không có gì lạ. Không có gì lạ hết trơn trời. À, còn những hành động của sư cô đó đối với ngôi mộ của người sư Vũ Linh thì như thế nào? Đó là vô lễ. Dạ, vô lễ. Vô lễ. Không tôn trọng. Dạ. Thật. Vậy cái hành động nó có gây động mồ, động mã gì không thầy? Nó động chứ. Động. Dạ. Nhưng mà không sao đâu. Rồi nó có hại lị gì sau không. Này mà? Dạ. Dạ, cái điều đó nó có liên quan tới gia đình luôn không, không thầy? Không, không có gì hết. Dạ. Tại vì sợ yếm thật sự thì mình mới sợ, chứ còn mà liên quan tới gia đình. Tại vì những cái câu chuyện mà ở gia đình đó là thầy đã theo dõi, thầy đã biết. Tại vì quý vị mà có chơi TikTok là quý vị biết thầy á. Dạ. Ý thầy nói con là thấy, con cũng thấy thầy quen. Yeah. Hoa bất tử. Hoa bất tử. Dạ. Ý thầy nói là những cái vấn đề đó là không có, là không bao giờ chết. Không bao giờ chết. Thì nào hoa không bao giờ héo. Đúng rồi, hoa bất tử. Hoa bất tử. Hoa bất tử mà đã bất tử rồi làm sao mà chết được. Giống y tôn một không là trường sinh tử đó. Sinh bất lão. Thầy không để là trường sinh bất lão mà để trường sinh bất tử. Vậy con hết thầy hết đi đâu rồi? À, hả? Thầy hết đi Đà Lạt không ạ? Tại qua đó có chồng ở Đà Lạt hả? Dạ. Bây giờ cũng đến đây. Bây giờ cái chuyện nó qua rồi. Dạ. Thì bây giờ thầy cũng có cái động lực nào? Thì thầy cũng nói với trên cộng đồng mạng, ví dụ bây giờ là cái chuyện của cậu như vậy. Thì bây giờ mình cứ dù bây giờ cái chuyện nó qua rồi thì bây giờ mình giải. Mình không có để cái vụ mà hay là yếm hoặc này kia thì cứ thì đó. À, đúng rồi thầy mới cứ, cậu cứ việc cứ thầy cứ giải ra cho người ta biết, cho người ta yên tâm đã ra mừng cho cậu. Thì cậu không có cái gì mà hoài không ra, không có bị cái gì hết mà. Và hồi nãy thầy cũng đã giải thích rồi, nó có 5 trường hợp, 6 trường hợp để mà cần phải yếm, là yếm này không phải là hại mà là ngăn chặn trường hợp quay trở lại đối với gia đình của người đó. Trường hợp thứ nhất tai nạn, thứ hai thắt cổ, thứ ba đâm chém nhau, thì cái đó mới cần phải cắt ngay từ lúc đầu. Người ta gọi là cắt bỏ chứ không phải là yếm để cho người đó không được đầu thai đâu. Có nghĩa là mình khi người mất đó mà người ta bị tai nạn, đưa người ta về xong bắt đầu bỏ bốn cái gì cũng tùy theo người, đúng không? Có người thì bỏ bốn trái đu đủ, có người thì bỏ bài. Thì cái đó để cho trường hợp là không quay trở lại. Còn riêng nghệ sĩ Vũ Linh là không phải như vậy. Mà nghệ sĩ Vũ Linh là bị bệnh và ngày mất, chứ không phải là ngài bị cái đó, cho nên không có cái gì hết. Còn riêng mà như thầy đã nói lúc đầu là sư cô đó là vô phép. Chỉ có những vị hòa thượng cao tăng đang đứng lễ hay là cái gì đó thì mới được giọng trích trộn thôi. Chứ còn cô lại cô cầm cái cây gậy chống gậy của cô lại cô giọng của người ta, đó là sai không đúng. Cái đó là mình vô phép mà gọi là vô lễ. Cho dù cô tu bao nhiêu năm tôi không cần biết, nhưng cô đó là cô bất tính với người mất. Đúng nguyên tắc, bất tính với người mất. Tại vì sao mà các thầy mà đi dẫn đi không, chỉ có không lại người mất thôi, không lại người trần tục thôi, chứ còn mà thắp nhang dẫn thắp, khấn dẫn khấn bình thường, chứ không có cái gì không bị chậm. Nhưng mà thầy xem cái video thì là thầy thấy sư cô không có thắp nhang mà sư cô đi vòng xong rồi sư cô dọn bốn góc đó, không đúng cái tắc và cái đó vô lễ. Dạ, còn cái câu giữ xác không giữ hồn là sao? Cái đó cô cũng không giữ được. Cô nói vậy đó, như hồi nãy thầy đã nói rồi, tại vì thấy mấy cô chú là quay ở trên này quá nổi tiếng nên là muốn nổi tiếng nên để lên đây quay. Dạ. Để lên quay cho mọi người. Dạ. Con ngựa không có cái gì hết trơn rồi. Chứ giữ xác với hồn cô lạ gì mà cô đòi giữ của người ta. Dạ. Cô là một người bình thường, cô cũng là từ cha sanh mẹ đẻ, tinh cha huyết mẹ hợp thành, chứ đâu ra mà cô ở dưới đất núi đá như cô thành đầu để có mặt đây để cô tu à? Dạ. Hay là cô tu ở trong núi cô tu ra? Dạ.
Cho nên là đâm ra là cái gì mình làm nó cũng phải đúng chánh pháp. Dạ. Thì Phật tử người ta mới nghe theo. Dạ. Đấy, nó không đúng chánh pháp cho nên gia đình nó không thể hiểu rồi. Chứ còn mà đúng chánh pháp giả sử như bây giờ thầy lại thầy chỉ hấp nhang xong rồi đi về thầy không làm gì hết thì có cái chuyện gì xảy ra hết. Dạ đúng rồi. Thầy á thì cũng là một người thầy, một người một đầu tu. Bây giờ là ví dụ bây giờ thánh giả thì nó không có bằng thầy thiệt, thật nói như vậy. Thì thầy trong cái đạo Phật thì thầy biết hết. Thì bây giờ mình đến đây mình giải thích làm sao cho thánh giả yên tâm vui vẻ, không có cái gì mà diễn ra cái cầu hết, thật nói như vậy. Thì cứ thầy cứ nói ra cái cầu, cái câu nói của thầy á thì dạ, rất là quan trọng. Ví dụ như vậy. Được chưa? Dạ rồi. Ai hỏi. Thôi thì cũng nhân mùa Phật đản ha. Yeah. À, thầy gửi lời chúc tất cả các quý vị trên cộng đồng mạng từ nước ngoài đến ngoài nước. Kính chúc quý vị có một mùa Phật đản an lạc, vô lượng các tường, vô lượng an lạc. Dạ, con cũng dạ. Chúc cho thầy nhiều sức khỏe cũng như là có một cái là thầy đang khóa tu không? Khóa tu của thầy là thầy chuẩn bị nhập an cư mấy tháng. Dạ. 3 tháng. Dạ. Rồi sau dạ, này khi mà xong cái khóa này thì mình về lại Đồng Tháp hả? Thầy về Bình Phước. À về lại Bình Phước luôn. Dạ. Về lại tiếp tục. Tại vì thầy đang làm xong cái chương trình để thầy có visa thầy đi Ấn Độ. Vậy là dạ, đi Ấn Độ ha. Thầy đi Ấn Độ trong khoảng 3 tháng tiếp tục. 3 tháng cuối năm. Dạ. Rồi con xin cảm ơn thầy. Con chào thầy, chúc thầy có một ngày tốt lành. Dạ con xin chúc thầy luôn được à. Đến Thất thầy ha. Dạ. Dạ. Ở Bình Phước mà chỗ nào thầy? Ngay chỗ Tân Khai. Ở đó là chùa ha, chỗ nào thầy ơi? Cho tụi con biết được. Thầy ở tổ 4 khu phố Cầu Ô, thị trấn Tân Khai, huyện Hướng Quảng, tỉnh. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn thầy. Con xin cảm ơn.